lớn lịch sử khiến Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức khổng lồ trong việc quản lý và ứng phó với thiên tai. Lượng mưa kỷ lục chỉ trong một ngày ở thị trấn Đại Phùng Dinh, tỉnh Hà Nam không chỉ nhấn mạnh tính khắc nghiệt của thời tiết cực đoan mà còn cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với quốc gia đông dân nhất thế giới. Việc lượng mưa trong một ngày tương đương với lượng mưa trung bình cả năm là điều chưa từng thấy, buộc chính quyền phải ban hành mức báo động cao nhất về kiểm soát lũ. Người dân sống dọc sông Dương Tử, đặc biệt là khu vực tỉnh Hồ Bắc, đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng sau khi đập Tam Hiệp mở 9 cửa xả lũ. Hình ảnh dòng nước cuồn cuộn bất kỳ ai chứng kiến cũng phải kinh hãi. Quyết định xả lũ được đưa ra trong bối cảnh mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp đã vượt qua cảnh báo, đe dọa sự an toàn của con đập lớn nhất thế giới này. Kính chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Đập Tam Hiệp mở 9 cửa xả lũ, quyết định không dễ dàng. Quyết định mở 9 cửa xả lũ không phải là một lựa chọn dễ dàng đối với nhà chức trách Trung Quốc. Mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp vượt mức báo động, đe dọa đến sự an toàn của con đập lớn nhất thế giới này. Trong bối cảnh mưa lớn liên tục tại thượng nguồn sông Dương Tử, áp lực lên đập Tam Hiệp ngày càng tăng, đe dọa đến khả năng chịu đựng của công trình này. Một người dân sống ở ngoại ô thành phố Nam Dương cho biết, nước tràn vào nhà nhiều tới mức làm tủ lạnh nổi lên, cả nhà người này đành phải chuyển đến nhà một người họ hàng. Tuy nhiên, mặc dù việc xả lũ gây ra nhiều vấn đề đối với người dân hạ du, đây là hành động cần thiết để cứu hàng triệu người sống ở vùng hạ lưu và cả thượng du. Nếu không có đập Tam Hiệp, tình hình ngập lụt tại thượng nguồn sông Dương Tử có thể còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Đập Tam Hiệp với vai trò điều tiết lũ lụt đã giúp giảm thiểu thiệt hại cho triệu người dân, bảo vệ các khu vực quan trọng khỏi nguy cơ bị ngập lụt. Dù người dân hạ du đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, ánh mắt thẫn thờ nhìn tài sản trôi theo dòng nước lũ kinh hoàng. Tuy nhiên, họ cần phải nhìn nhận theo cách lạc quan hơn khi hàng triệu người sẽ được cứu khi đập Tam Hiệp xả lũ kịp thời. Đập Tam Hiệp với kinh phí xây dựng lên tới 28,6 tỷ USD và hơn cả hai thập kỷ xây dựng đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn lũ lụt, giảm thiểu thiệt hại cho hàng triệu người dân. Công trình vĩ đại này không chỉ là biểu tượng của kỹ thuật xây dựng của người Trung Quốc mà còn là một phần không thể thiếu trong công việc bảo vệ và duy trì an toàn cho khu vực sông Dương Tử. Trung Quốc hứng lượng mưa bằng cả năm gộp lại chỉ trong một ngày. Theo hãng tin Reuters, thời tiết cực đoan hoành hành ở miền Nam Trung Quốc trong mùa hè này đang lan dần lên miền Trung và miền Bắc. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc thông báo, tính đến 8 giờ ngày 16 tháng 7 giờ địa phương, lượng mưa 606,7 mm được ghi nhận ở thị trấn Đại Phùng Dinh của thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam trong 24 giờ trước đó. Đây là lượng mưa được ghi nhận nhiều nhất ở Trung Quốc. Lượng mưa trung bình hàng năm trong khu vực này là 800mm, thị trấn Đại Phùng Dinh trước nay được biết đến là địa phương có thời tiết ôn hòa. Để ứng phó, chính quyền tỉnh Hà Nam đã triển khai các biện pháp kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng vào sáng sớm 16 tháng 7. Chính quyền tỉnh Hà Nam ban hành mức báo động cao nhất về kiểm soát lũ ở thành phố Nam Dương. Thành phố này nằm dọc một phụ lưu của sông Hán. Một người dân sống ở ngoại ô thành phố Nam Dương cho biết, nước tràn vào nhà nhiều tới mức làm tủ lạnh nổi lên. Cả nhà người này đành phải chuyển đến nhà một người họ hàng. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lớn lên cấp 2, tức mức gần cao nhất trong 4 cấp, sau khi có các dự báo mưa xối xả sẽ tấn công nhiều địa phương ở miền Đông và miền Trung. Cơ quan này yêu cầu các cơ quan khí tượng cấp tỉnh ở Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy và Tứ Xuyên kích hoạt các phản ứng khẩn cấp tương ứng dựa trên tình hình thực tế. Cũng trong sáng 16 tháng 7, Bắc Kinh đóng cửa nhiều tuyến tàu ở các khu vực ngoại ô xung quanh thủ đô của Trung Quốc sau khi phát cảnh báo mưa bão và lũ quét ở miền Bắc. Trong khi đó, theo trang Zimun News, ít nhất 6 người thiệt mạng ở Trùng Khánh do mưa lớn. Ga xe lửa Trùng Khánh thông báo ngưng hoạt động 32 chuyến tàu vào ngày 15 tháng 7. Tân Hoa Xã đưa tin, từ cuối ngày 15 tháng 7, miền Bắc Trung Quốc được đặt ở mức báo động cao nhất vì mưa lớn. Các cơ quan liên quan đang triển khai nhiều biện pháp để đối phó, trong khi mưa lớn đang lan rộng về phía Bắc, đến vùng Tứ Xuyên và phía Bắc sông Hoài. Lượng mưa kỷ lục ở Trung Khánh đã gây lũ lụt ở hàng chục quận và huyện kể từ ngày 11 tháng 7, khiến mực nước tại 29 con sông dâng cao. 6 người đã thiệt mạng tại Trung Khánh, nơi ghi nhận lượng mưa trên 250mm, theo trang Independent. Quận Điền Giang ở Trùng Khánh chứng kiến lượng mưa 269,2 mm vào ngày 11 tháng 7, mức cao nhất trong một ngày từ trước đến nay. Mưa lũ cũng đã làm gián đoạn hoạt động tại ga xe lửa Trùng Khánh, khiến 26 chuyến tàu bị hoãn riêng ngày 11 tháng 7.
Mưa lớn gây ảnh hưởng hơn 40.000 người, buộc một số khu vực phải ban bố lệnh sơ tán, CCTV cho biết. Tại tỉnh Cam Túc, huyện Khang ban hành cảnh báo đỏ về mưa lớn, lũ vùng núi và ngập ở đô thị. Khi các thị trấn đón mưa xối xả, một số khu vực đón lượng mưa tích lũy hơn 100mm. Ở miền Nam, lũ ở vùng Trung Lưu và Hạ Lưu sông Trường Giang, con sông dài nhất Trung Quốc, khiến các địa phương phải chuyển sang cơ chế kiểm soát lũ nghiêm trọng. Chính quyền Trung Quốc đang theo dõi và điều chỉnh lượng nước xả từ đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử để giảm bớt áp lực kiểm soát lũ ở các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây và các tỉnh khác ở Trung và Hạ Lưu dòng sông. Ngày 15 tháng 7, đập Tam Hiệp mở 9 cửa xả lũ. Tân Hoa xã ngày 12 tháng 7 cho biết giới chức đã huy động nhiều nguồn lực khác nhau để hỗ trợ hoạt động cứu hộ, cung cấp vật tư khẩn cấp và hỗ trợ tái thiết sau thảm họa trong bối cảnh lũ lụt do mưa kéo dài, tàn phá nhiều khu vực trên khắp đất nước. Một loạt biện pháp cũng được áp dụng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại. Cũng trong ngày 12 tháng 7, chính phủ Trung Quốc cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp cho nước này 93,16 tỷ nhân dân tệ, 12,83 tỷ USD trong bối cảnh Trung Quốc chịu ảnh hưởng do lũ lụt, hạn hán và nhiệt độ cực đoan. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết đây là mức thiệt hại nghiêm trọng nhất liên quan đến thiên tai đối với nước này trong nửa đầu năm kể từ năm 2019. Trong thời gian trên, thiên tai đã ảnh hưởng đến 32,38 triệu người dân, làm 322 người mất tích hoặc tử vong, khoảng 856.000 người đã phải tái định cư khẩn cấp và 23.000 ngôi nhà bị phá hủy, trong khi khoảng 3,17 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng. Cũng theo bộ trên, tác động từ thiên tai đối với nền kinh tế Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay nặng nề hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm quốc gia này ghi nhận mức thiệt hại 38,23 tỷ nhân dân tệ và 95 người mất tích hoặc thiệt mạng. Trong cả năm 2023, tại Trung Quốc, có gần 49 triệu người chịu ảnh hưởng của thiên tai. Đập Tam Hiệp báo động cao. Đập Tam Hiệp, đập lớn nhất Trung Quốc, đang trong tình trạng báo động cao giữa lúc mưa lớn gây thiệt hại nặng ở Tây Nam Trung Quốc. Giới chức Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức dọc lưu vực sông Dương Tử khi mực nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp đã tăng lên 161,1m, mức cao chưa từng thấy của tháng 7. Theo thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, đỉnh lũ lớn nhất của đập Tam Hiệp kể từ khi xây dựng hồ chứa là vào năm 2020, với lưu lượng dòng chảy đạt 75.000 m3 nước trên giây. Tại thời điểm đó, 11 cửa xả của hồ chứa đập Tam Hiệp đã được mở, xả lượng nước kỷ lục 49.200 m3 nước trên giây. Tính đến sáng 21 tháng 8 năm 2020, mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp đạt 165,6 m. Reuters cho biết, mực nước chứa tối đa tại hồ chứa đập Tam Hiệp là 175 m. Giới chức Trung Quốc đã cho tăng lượng nước xả ra từ đập Tam Hiệp lên mức kỷ lục là 48.800 m3 trên giây hôm 20 tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, họ có thể phải tăng lượng xả một lần nữa để tránh nguy cơ nước tràn đập. Giáo sư Desiree Toulos của Trường Đại học bang Oregon, Mỹ nghiên cứu về dự án đập Tam Hiệp cho rằng Trung Quốc sẽ làm hết khả năng để ngăn nước tràn đập vì đây là kịch bản tồi tệ nhất có thể gây thiệt hại lớn và khiến vỡ đập. Bất chấp việc đập Tam Hiệp đạt đỉnh lũ lớn nhất cùng lượng nước xả kỷ lục, các chuyên gia thủy lợi Trung Quốc vẫn trấn an công chúng rằng lưu lượng nước lũ dự kiến cao hơn nhưng con đập được thiết kế với khả năng chịu tải lớn hơn vậy. Đỉnh lũ cao giống hôm 20 tháng 8 chỉ có thể gây ra rủi ro cho con đập trong trường hợp lũ kéo dài. Điều đó sẽ không xảy ra vì có thể dự đoán lũ sẽ xuống sau 2 hoặc 3 ngày nữa. Ông Gao Chiangwu, thành viên của Ủy ban chuyên gia thuộc Ủy ban giảm trừ thiên tai quốc gia Trung Quốc, nói với Thời báo Hoàn Cầu, Tập đoàn Tam Hiệp, Bộ Thủy lợi và các cơ quan chức năng khác của Trung Quốc đã tiến hành một hoạt động chung để giúp ngăn chặn lũ lụt, theo tuyên bố của Tập đoàn Tam Hiệp. Tuyên bố cho biết thêm, nước lũ ở Hạ Lưu sẽ giảm khoảng 2 tỷ mét khối sau nỗ lực chung kể trên. Ngoài ra, hoạt động này sẽ làm giảm đáng kể áp lực kiểm soát lũ lụt của dự án Tam Hiệp và giảm bớt áp lực phòng chống lũ lụt cho tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh. Kể từ tháng 6 năm 2020, đập Tam Hiệp đã hứng chịu một số đợt lũ nghiêm trọng trong mùa lũ lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 63 triệu người và gây thiệt hại 178 tỷ nhân dân tệ. Bộ Tài chính Trung Quốc hôm 22 tháng 7 cho biết đã phân bổ 830 triệu nhân dân tệ, khoảng 119,05 triệu USD để giúp khắc phục hậu quả tại các vùng bị ảnh hưởng do lũ lụt trong đợt lũ lịch sử từng ghi nhận tại nước này vào năm 2020. Ngoài ra, Tân Hoa xã thời gian đó đã dẫn lời nhà điều hành con đập cho biết một số kết cấu bên ngoài con đập đã bị vênh.
Theo tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, sự cố biến dạng nhẹ này xảy ra hôm 18 tháng 7 năm 2020 sau khi lũ lụt dọc theo thượng nguồn sông Trường Giang có lưu lượng dòng chảy cao kỷ lục. Dù vậy, bản tin của Tân Hoa Xã nhấn mạnh các thông số của đập vẫn đạt tiêu chuẩn an toàn. Tình trạng báo động cao tại đập Tam Hiệp một lần nữa nhấn mạnh những thách thức lớn mà Trung Quốc đang phải đối mặt trong việc quản lý nguồn nước và kiểm soát lũ lụt. Với mực nước đạt mức cao chưa từng thấy vào tháng 7, đập Tam Hiệp hiện đang chịu áp lực khổng lồ. Mặc dù đã tăng lượng xả nước để tránh nguy cơ nước tràn đập, Trung Quốc vẫn phải cảnh giác với nguy cơ lũ lụt kéo dài có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Đập Tam Hiệp, mặc dù được thiết kế để chịu tải lớn, vẫn cần phải được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo an toàn cho người dân. Đập Tam Hiệp, nỗi lo vỡ đập luôn thường trực. Bất chấp sự phản đối từ nhiều thành viên Quốc hội Trung Quốc và cảnh báo không khả thi từ các chuyên gia, Bắc Kinh vẫn quyết định xây dựng đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới trên sông Dương Tử. Năm 1918, nhà lãnh đạo Tôn Trung Sơn đề xuất xây dựng một con đập tại Tam Hiệp. Trải qua những lần tạm ngưng vì chiến tranh, đến tháng 2 năm 1953, trong một chuyến thăm sông Dương Tử, Chủ tịch Mao Trạch Đông phàn nàn rằng các dự án kiểm soát lũ trên các nhánh sông Dương Tử không hiệu quả. Vì vậy, ông cho rằng Trung Quốc cần xây đập Tam Hiệp. Tháng 4 năm 1992, Quốc hội Trung Quốc chính thức phê duyệt dự án đập Tam Hiệp nhưng 1/3 số đại biểu bỏ phiếu chống hoặc phiếu trắng. Đến tháng 12 năm 1994, Trung Quốc mới chính thức tổ chức buổi lễ khởi công xây dựng đập Tam Hiệp. Thủ tướng đương nhiệm lúc đó là ông Lý Bằng đã có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện này. Tháng 5 năm 2006, quá trình xây dựng con đập cao 185m hoàn tất, Trung Quốc không công bố kinh phí xây dựng. Song, các nguồn bên ngoài ước tính vào khoảng 28 đến 88 tỷ USD. Từ khi được đề xuất xây dựng đến nay, dự án khổng lồ này tiếp tục là một thách thức lớn đối với các nhà hoạch định chính sách khi họ phải giải quyết các tác động xã hội và môi trường mà nó gây ra. Sau những trận mưa lớn khiến lượng nước đổ vào tăng cao kỷ lục, mực nước ở đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang, Trung Quốc tiến gần đến mức tối đa. Vào năm 2020, theo hãng tin Reuters, mực nước của hồ chứa đập này đã lên đến 165,6m hôm 21 tháng 8 năm 2020, cao hơn gần 20m so với mức cảnh báo sau khi lượng nước chảy từ sông Trường Giang vào đập lên đến 75.000m³/giây. Trong khi đó, theo thiết kế, độ sâu tối đa của hồ chứa đập Tam Hiệp là 175m. Tại thời điểm đó, giới chức Trung Quốc đã cho tăng lượng nước xả ra từ đập Tam Hiệp lên mức kỷ lục là 48.800m³/giây hôm 20 tháng 8. Tuy nhiên, họ có thể phải tăng lượng xả một lần nữa để tránh nguy cơ nước tràn đập. Giáo sư Desiree Toulos của Trường Đại học bang Oregon, Mỹ nghiên cứu về dự án đập Tam Hiệp cho rằng Trung Quốc sẽ làm hết khả năng để ngăn nước tràn đập vì đây là kịch bản tồi tệ nhất có thể gây thiệt hại lớn và khiến vỡ đập. Với điều kiện, khí hậu có mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc, tình trạng lũ lụt nghiêm trọng luôn thường trực trên lưu vực sông Trường Giang, Dương Tử. Mực nước của đập Tam Hiệp dâng cao khiến nghi vấn về khả năng vỡ đập tiếp tục lan rộng. Cũng vào năm 2020, trong một tiết lộ hiếm hoi, Trung Quốc vừa thừa nhận đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang, Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc biến dạng nhẹ sau đợt lũ lụt kỷ lục. Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời nhà điều hành con đập cho biết một số kết cấu bên ngoài của con đập đã bị vênh. Sự cố biến dạng này đã xảy ra hôm 18 tháng 7 năm 2020 sau khi lũ lụt từ các tỉnh phía Tây gồm Tứ Xuyên và Trùng Khánh dọc theo thượng nguồn sông Dương Tử có lưu lượng dòng chảy cao kỷ lục 61.000m³/giây, theo Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc. Tập đoàn Tam Hiệp cho hay các phần của con đập bị biến dạng nhẹ và tình trạng rò rỉ nước ở các bức tường chính cũng được ghi nhận trong hai ngày 18 và 19 tháng 7 khi hồ chứa đập mở cửa xả lũ. Tuy nhiên, theo tập đoàn, tình trạng này không kéo dài lâu. Mặc dù đã từng được khẳng định chắc nịch rằng tiêu chuẩn an toàn của đập Tam Hiệp được thiết kế để chống lại trận siêu lũ, thậm chí càng ngâm nước sẽ càng chắc chắn hơn trong 100 năm. Thế nhưng, con đập mang trong mình tham vọng hơn trăm năm của Trung Quốc chưa bao giờ khiến người dân hết nỗi hoài nghi về mức độ an toàn. Lợi ích và những bất cập từ đập Tam Hiệp. Thượng nguồn sông Dương Tử dự kiến ghi nhận lượng mưa lớn trong những ngày tới. Một đợt lũ mới được cảnh báo tràn vào hồ chứa đập Tam Hiệp vào khoảng ngày 16 tháng 7. Trước đó, Tân Hoa Xã cho biết giới chức đã huy động nhiều nguồn lực khác nhau để hỗ trợ hoạt động cứu hộ, cung cấp vật tư khẩn cấp và hỗ trợ tái thiết sau thảm họa trong bối cảnh lũ lụt do mưa kéo dài tàn phá nhiều khu vực trên khắp đất nước. Một loạt biện pháp cũng được áp dụng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và giảm thiểu thiệt hại.
Những biện pháp này bao gồm triển khai đoàn kiểm tra đến những khu vực rủi ro cao, tăng cường hệ thống giám sát và cảnh báo sớm để sơ tán người dân kịp thời, cũng như tăng cường công tác cứu hộ, cứu trợ thiên tai. Ở một diễn biến liên quan, chính phủ Trung Quốc cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp cho nước này 93,16 tỷ nhân dân tệ, 12,83 tỷ USD, trong bối cảnh Trung Quốc chịu ảnh hưởng do lũ lụt, hạn hán và nhiệt độ cực đoan. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, đây là mức thiệt hại nghiêm trọng nhất liên quan đến thiên tai đối với nước này trong nửa đầu năm kể từ năm 2019. Trong thời gian trên, thiên tai đã ảnh hưởng đến 32,38 triệu người dân, làm 322 người mất tích hoặc tử vong. Khoảng 856.000 người đã phải tái định cư khẩn cấp và 23.000 ngôi nhà bị phá hủy, trong khi khoảng 3,17 triệu hectare cây trồng bị ảnh hưởng. Cũng theo bộ trên, tác động từ thiên tai đối với nền kinh tế Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay nặng nề hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm quốc gia này ghi nhận mức thiệt hại 38,23 tỷ nhân dân tệ và 95 người mất tích hoặc thiệt mạng. Trong cả năm 2023, tại Trung Quốc có gần 49 triệu người chịu ảnh hưởng của thiên tai. Lợi ích của đập Tam Hiệp. Một trong những lợi ích chính của đập Tam Hiệp là khả năng kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử. Đập này giúp giảm nguy cơ lũ lụt cho các khu vực hạ lưu, bảo vệ hàng triệu người dân và tài sản khỏi những trận lũ lụt nghiêm trọng. Trước khi đập Tam Hiệp được xây dựng, các tỉnh dọc sông Dương Tử phải dựa vào các biện pháp tạm thời như đê điều và hồ chứa nước để kiểm soát lũ lụt. Ngoài ra, đập Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới, cung cấp một lượng lớn năng lượng tái tạo cho Trung Quốc. Nó có khả năng sản xuất khoảng 22.500 MW điện, đáp ứng một phần quan trọng trong nhu cầu năng lượng của quốc gia này. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và khí thải carbon. Việc xây dựng đập Tam Hiệp đã cải thiện điều kiện giao thông đường thủy trên sông Dương Tử. Đập này tạo ra một hồ chứa lớn, giúp tàu thuyền di chuyển dễ dàng hơn và tăng khả năng vận chuyển hàng hóa. Điều này đã giúp thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và tăng cường giao thương nội địa. Mối đe dọa và hạn chế của đập Tam Hiệp. Mặc dù đập Tam Hiệp có những lợi ích lớn, nhưng nó cũng mang lại nhiều mối đe dọa cho môi trường. Việc xây dựng đập đã làm ngập hàng nghìn km vuông đất, gây mất mát diện tích rừng và làm biến đổi hệ sinh thái. Hàng loạt loài động thực vật bản địa đã bị đe dọa hoặc mất môi trường sống. Sự tồn tại của hồ chứa nước lớn đã làm gia tăng nguy cơ động đất và sụt lún ở khu vực này. Trọng lượng khổng lồ của nước trong hồ chứa đã tạo ra áp lực lên vỏ trái đất, gây ra các trận động đất nhỏ nhưng thường xuyên. Điều này đã đặt ra nhiều lo ngại về an toàn cho các khu vực xung quanh đập. Việc xây dựng đập Tam Hiệp đã buộc hàng triệu người dân phải di rời khỏi khu vực bị ngập. Nhiều cộng đồng đã mất đi nơi sinh sống truyền thống và quá trình tái định cư đã gặp nhiều khó khăn. Một số người dân bị tái định cư đã gặp phải vấn đề về sinh kế và cuộc sống sau khi di rời. Mặc dù đập Tam Hiệp giúp kiểm soát lũ lụt, nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Một số năm gần đây, Trung Quốc vẫn phải đối mặt với những trận lũ lụt nghiêm trọng, đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát lũ lụt của đập. Đặc biệt, khi lượng mưa lớn và kéo dài, đập có thể phải xả lũ, gây ngập lụt ở các khu vực hạ lưu như thực trạng siêu thị đô thị Trùng Khánh đang phải gánh chịu những ngày qua. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!